có một sự thật, 92% doanh nghiệp muốn làm trải nghiệm khách hàng nhưng làm không tốt. Mặc dù 81% công ty xem trải nghiệm khách hàng là yếu tố tạo nên sự khác biệt trong cạnh tranh, 74% người tiêu dùng có thể mua hàng chỉ dựa trên trải nghiệm. Các doanh nghiệp đã bỏ ra hơn 500 tỷ đô la một năm nhằm thiết kế những ma trận tối ưu nhất để tiếp cận khách hàng, nhưng kết quả lại không đạt được như mong muốn. Tất cả chỉ vì sự yếu kém trong cuộc quản trị trải nghiệm khách hàng. Mối quan hệ giữa người bán và người mua liên tục đứt gãy. Doanh số tụt dốc không phanh, chi phí marketing, chi phí vận hành ngày càng tăng. Lãnh đạo không biết vì sao khách hàng rời bỏ công ty. Lãnh đạo quản lý không nắm được những trải nghiệm tồi tệ của khách hàng tại từng điểm chạm. Kế hoạch kinh doanh liên tục đập đi xây lại từ đầu, lần nào cũng không hiệu quả. Chiến lược marketing không tìm ra lỗ hổng, mọi hoạt động trở nên dang dở, không thể hoàn thành. Tệ hơn nữa, khách hàng bóc phốt công ty vì những trải nghiệm không đáng có. Hàng loạt khủng hoảng truyền thông ập đến khiến doanh nghiệp không kịp trở tay. Làn sóng tẩy chay dâng trào từ người tiêu dùng khiến cả tổ chức trào đảo. Vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề ngay từ gốc rễ? Câu trả lời là làm tốt công tác quản trị quan hệ khách hàng. Cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia cao cấp về trải nghiệm khách hàng tại Alpha Leader. Với 20 năm kinh nghiệm quản trị trải nghiệm khách hàng tại VPBank, Techcombank, VNPT, thực chiến tại công ty chuỗi 600 cửa hàng trong mảng tài chính, định giá tới 1 tỷ đô la Mỹ. Khóa học xây dựng ma trận trải nghiệm khách hàng chính là lời giải cho doanh nghiệp, hé lộ bí quyết tạo ra Wow Service, độc chiếm trái tim khách hàng. Kiến thức thực chiến áp dụng ngay vào doanh nghiệp, tập trung vào những giải pháp thực tiễn, tháo gỡ mọi nút thắt trong trải nghiệm khách hàng. 5 học phần xuyên suốt thiết lập tư duy Why, What, How về trải nghiệm khách hàng. Thực hành xây dựng ma trận tối ưu trải nghiệm khách hàng cho doanh nghiệp của mình. Chuyên gia hỗ trợ giải đáp, đồng hành case by case theo từng doanh nghiệp. 2 ngày liên tiếp tại Hà Nội. Hẹn gặp lại các bạn tại Học viện Doanh nhân Alpha Leader. Học viện Doanh nhân Alpha Leader. Quản trị thực chiến cho lãnh đạo.